cái sàn này đã được nâng cấp lên cái phiên bản 2.0. Khi mà mình gặp cái ghế của băng ba xuống mà mình không sử dụng, mình đi trên xe chỉ có 4 người trong gia đình mình thôi á, thì đây là một cái sàn nhìn nó rất là liền lạc luôn. Cái sàn carbon này được mạ vàng và mạ bạc đó, nhìn rất là chất. Thường thì một là vàng, hai là bạc thôi, còn giờ anh chủ là anh chơi là vàng với bạc luôn. Khi mà mình làm cái xe này thì mình nói hơi vui tí là chiếc xe này được độ 4 cái CPU, nghĩa là 4 cái cửa là đều có 4 cái cánh quạt. Nó rất là lạ và rất là độc. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel Ô tô Hoàng Kim. Hôm nay mình nói về chiếc xe gì thì anh em nhìn sơ sơ qua thì anh em cũng đã biết rồi. Đây là một chiếc xe MPV, gọi là ông vua trong cái phân khúc của MPV đó. Đây là chiếc Kia Carnival. Mình đã từng làm rất là nhiều clip về Carnival, độ về limousine, độ sàn, độ trần, độ ghế, độ da, độ full nội thất luôn. Thì chiếc này sẽ làm một ít thôi, nhưng mà cái ít đó nó rất là chất lượng. Và chất lượng chỗ nào thì mời anh em cùng mình khám phá phần nội thất em nói nha. Bảo đảm anh em là anh em sẽ cảm thấy nó rất là độc đáo. Đây. Rồi, cái đầu tiên á mà độc đáo nhất á mình sẽ cho anh em xem, đó chính là cái phần khoang lái. Thì cái khoang lái này nó có gì đặc biệt và nó có gì độc đáo? Nhìn qua thì nó rất là bình thường, nó chỉ có LED nội thất rồi này kia nọ, nó không có gì độc đáo, nhưng mà anh em phải chú ý ở những cái chi tiết nhỏ. Ví dụ như là ở cái loa này đây. Thì anh chủ là một cái người mà đam mê về PC đó, cho nên là ở cái phần loa này là ảnh muốn làm cho cái phần loa này nó có LED và nó xoay, nó giống như là những cái fan ở trong cái CPU á, nhìn nó rất là độc luôn, nhìn rất là độc và rất là lạ luôn. Cái loa này, còn LED nội thất này là thì nó rất là cơ bản rồi. Chiếc xe nào muốn đẹp, muốn lung linh thì đều lên nó LED nội thất cả, nhưng mà cái chi tiết đặc biệt nhất là ở cái phần LED loa đó. Và bên cạnh đó có một cái nữa mà cái người mà lái trên xe này á rất là thường sử dụng. Anh em biết là cái gì không? Cái núm bảng cần số. Thì mình sẽ cho anh em xem cái núm bảng cần số bên đây nó có cái gì mà đặc biệt mà mình lại đề cao nó quá là gì không? Đây, mời anh em vô xem xe. Cái cần số là cái mà khi mà mình lái xe trên đường đó, là mình hay sử dụng cái cần số nhiều nhất. Cho nên là cái núm xoay này mình đã cho đi LED ở bên trong và nhìn nó rất là độc đáo luôn. Đó, anh em thấy dặn qua, dặn lại. Đó, đó, nhìn rất là độc đáo luôn, nhìn rất là lạ mắt luôn. Rồi, ở trên khoang lái thì anh chủ ảnh độ sơ sơ là như vậy thôi. Thì có hai cái độc đáo là như vậy, là có cái loa nè với lại cái con số, là hai cái mới nhất. Còn cái LED này là một cái nó rất là cơ bản của chiếc xe này rồi. Thì bây giờ mình cùng mời anh em xuống cái khoang sau xem là còn cái gì độc đáo nữa hay không, còn cái gì nó lạ nữa hay không. Rồi, mời anh em xuống cái khoang sau này á, thì mình xin phép mình sẽ bỏ dép ra và mình đi lên để cho cái phần sàn carbon này nó không có bị trầy. Sẽ đóng cửa lại luôn. Đó. Wow, cái khoang sau này của Carnival thì mình khẳng định là nó thật sự rất là rộng. Đây là một cái sàn carbon theo cái kiểu forget. Thì đây, nay nó có cái logo màu luôn. Đó, màu nó nhấp nháy theo cái LED nội thất luôn, nhìn rất là thích mắt luôn. Khi mà nó có ánh đèn ở trên đây nó rọi xuống thì nó chiếu lên, nó rất là lung linh. Nó không có cần mà phải hiệu ứng ánh đèn này kia nọ. Vàng mà, bạc nó dạ lên rất là lung linh. Khoang sau này thì cũng có LED nội thất nè. Rồi cũng có thêm cái cánh quạt, cánh quạt CPU luôn. Nâng cấp lên phiên bản 2.0 là như thế nào thì mời anh em ra đằng sau đây nữa thì mới biết. Khi mà nâng cấp lên phiên bản 2.0 nó có cái gì thì đây mình sẽ cho anh em xem. Nó rất là độc đáo, bảo đảm anh em sẽ wow. Đó, độc chưa? Cái sàn cũ á, là cái sàn mà version 1.0 á, thì nó chỉ đi từ cái phần cuối của cái phần trên ghế lái đi xuống tới cái phần của ghế băng ba thôi. Tự nhiên nó tới khúc đây nó cắt, tới khúc này nó cắt, nhìn nó bị hụt hẫng, nhìn nó thiếu cái gì đó. Anh gặp cái hàng ghế này xuống anh thấy nó thiếu, cho nên là anh muốn làm luôn cái hàng ghế này tặng cho nó liền ra tới cái phần cốp luôn đó. Để khi mà cái này nói vui, để khi mà mình đi chơi xa, ví dụ như đi một mình hoặc là đi hai người mà đi buổi đêm á, ví dụ như người bên ghế tài phụ đi thì có mệt mỏi gì đó thì xuống đây chạy cái niệm ra và nằm đây ngủ luôn, nhìn nó phẳng liền, rất là đã. Đây rất là chắc luôn em, nhìn rất là chắc, mình rất là đẹp luôn. Còn gì để nói nữa đâu. Đây là một trong những cái chiếc xe mà rất là hiếm độ như thế này. Rồi, giờ thì mời anh em cùng chiêm ngưỡng con xe này.